Xin chào tất cả các bạn, chào lại là mình trong cái chuyên mục mới mà mình tại vì là dạo gần đây thì mình nhận được rất nhiều inbox của các bạn, thì các bạn có hỏi mình là thi đen A1 thì em vẫn chưa biết là cái mục tiêu cũng như là cái quy định cũng như là cái parem điểm của đen A1 là như thế nào, thì ad có thể làm cái video để khai tỏa cho tức là thông não cho em được không? Thì cái rất là nhiều bạn inbox cho mình hỏi về cái vấn đề đấy, và mình biết là các bạn rất là thiếu thông tin, và đôi khi thì các bạn mặc dù có internet nhưng mà các bạn không biết cái cách tìm kiếm thông tin nó chính thống ở đâu và cái nguồn tin đáng tin cậy như thế nào. Vậy thì mình đã lập ra một cái chuỗi của cái video lần này, đấy là đem hiểu thế nào cho đúng, đúng không nào? Đây là một cái chuỗi video mà với cái video số 1 thì mình sẽ làm về đen A1, còn video tiếp theo mình sẽ làm về đen A2, B1, B2 và thậm chí cả DAF C1, C2 nữa, mặc dù là mình chưa đạt tới cái mức là phải thi DAF C1, C2, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn đi theo hướng ngôn ngữ thì các bạn nên tìm hiểu dần. Còn đối với cá nhân mình thì mình không không cần những cái bằng cấp cao như thế làm gì cả, và mình chỉ học ngôn ngữ để mục đích của mình là làm sao? Mục đích của mình là có thể giao tiếp được, có thể làm việc được và có thể sống được ở Pháp. Đấy, mục đích của mình là như thế, chứ không phải là mục đích của mình là học ngoại ngữ để mà thi cho lấy cái bằng và thôi, để đó. Đấy, mình học ngoại ngữ thì mình sẽ xác định là mình sẽ học cả đời, đúng không? Mình không chỉ là, mặc dù là mình bây giờ mình có thể nói tiếng Anh, tiếng Hàn, nhưng mà mình vẫn thường xuyên là học nghe, học nói tiếng Anh hàng ngày. Hoặc là bây giờ mình làm những cái video này cho các bạn cũng là cái cơ hội để cho mình học. Vậy thì mình bài cái series về đen này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hôm nay là cái buổi đầu tiên là về đen A1. Còn các buổi sau là các cái trình độ khác, đúng không nào? Và nhân đây thì mình cũng nói cho các bạn luôn là có nhiều bạn đã inbox cho mình và hỏi cái tem, tức là cái chủ đề mà viết cho các cái trình độ A1, A2 là B1, B2 như thế nào. Thì nếu như là các bạn quan tâm thì các bạn có thể ghi những cái đề nghị của các bạn. Nhiều khi thì mình làm cái video cho nhóm học như thế này thì mình rất là bí những cái chủ đề mà chính là nhờ các bạn hay hỏi và các bạn hay nhờ hay yêu cầu mình, cho nên mình đã có những cái ý tưởng và mình rất thích chia sẻ, và mình đã có ý tưởng và chia sẻ những cái video, những cái kiến thức như thế này. Đấy, thì nếu mà các bạn có yêu cầu gì hoặc là các bạn có thắc mắc gì và những cái gì các bạn cần phải làm rõ hơn thì các bạn vui lòng hãy để lại comment phía dưới video cho mình. Còn mình luôn luôn nhắc các bạn này, mình ghi là nói to này, không phải nói nhỏ thì thầm nữa, mà mình nói to là hãy đăng ký kênh để cập nhật những cái video, không chỉ những bài học trong cái giáo trình mà là những cái thông tin bổ ích khác, đúng không nào? Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây, mình đã ghi cho các bạn là đen ở đây. Đen ở đây chính là viết tắt của cái từ Diplôme d'études en langue française, tức là cái bằng về cái ngôn ngữ, về khả năng ngôn ngữ của tiếng Pháp, đúng không nào? Bằng tiếng Pháp, khả năng ngôn ngữ tiếng Pháp. Like là cái chữ étude này thì có nghĩa là nghiên cứu hoặc là học thuật cái gì đấy, đúng không nào? Nhưng mà ở đây mình dịch ra cho các bạn dễ hiểu hơn là đại khái là đen là một cái bằng để chứng bằng official, tức là cái bằng chính thức để biết được cái khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp của các bạn là như thế nào, đúng không nào? Vậy thì ở đây có một cái phía bên trái của bạn là
République française, tức là Cộng hòa Pháp đấy, đúng không nào? Thì có liberté này, égalité này, fraternité này, đây là kiểu như là tự do, bình đẳng, bác ái đấy, đúng không nào? Giống như là Việt Nam thì có là độc lập, tự do, hạnh phúc à, đúng không? Nếu mà các bạn đi học, các bạn phải viết bản kiểm điểm thì các bạn hay viết như thế, đúng không? Ngày trước mình đã viết bản kiểm điểm như thế, lâu nay không viết bản kiểm điểm, hơi quên. Thì ở đây là có cái chữ CF, CIEP. Vậy thì cái CF này nghĩa là gì? Thì mình sẽ show cho các bạn biết là CF nghĩa là gì nhá. Bây giờ chúng ta đi vào cái trang chính là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ là CF này. Point F. Ok. Đây. Ngay ngay cái tab đầu tiên này, cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy là France Education International, tức là đào tạo quốc tế Pháp đấy, đúng nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là Présentation d'identité DAF TCF này. Nếu mà các bạn muốn thi TCF thì TCF hơi khác DEN với DAF một mấy điểm sau. Thứ nhất là DEN với DAF thì cái bằng nó có giá trị cả đời, đúng không? Còn TCF thì cái bằng chỉ có giá trị trong vòng 2 năm thôi. Và do đó mà cái thi T DEN với DAF này người ta sẽ tổ chức thi cả 4 kỹ năng, tức là nghe, nói, đọc, viết. Còn cái TCF này thì các bạn chủ yếu tập trung vào nghe và viết thôi, đúng không nào? Nghe thì cái kiểu dạng như câu hỏi là multi choice, tức là những cái kiểu như là chọn câu đúng câu sai, chọn câu đúng nhất ấy, đúng không nào? Thì cái TCF này nó thiên về cái vấn đề ngữ pháp hơn, đúng không? Mình có xem cái đề của TCF rồi. Còn cái đen đáp này thì người ta sẽ đánh giá, và theo mình đánh giá thì đen về đáp thì nó sẽ đánh giá một cách chủ quan hơn, đúng không? À, một cách khách quan hơn về khả năng sử dụng ngôn ngữ của từng cá nhân một. Như vậy thì tùy theo cái mục đích như thế nào thì bạn có thể thi kỳ thi đen, thi đáp hoặc là thi TCF. Nếu như mà các bạn chỉ cần nếu như mà trường của các bạn nhé, hoặc là chính các bạn nếu mà nộp đơn đi xin việc, hoặc là nộp đơn đi submit cho một cái trường nào đấy với cái admission, đúng không nào? Thì người ta yêu cầu là TCF điểm bao nhiêu đấy. Thì nếu như mà các bạn muốn muốn chắc chắn, hoặc là muốn cái gì nó dễ dàng hơn thì các bạn có thể thi TCF, còn nếu không thì các bạn sẽ thi đen hoặc thi đáp, đúng không nào? Và như là cái lần trước mình nói thì là CF chính là cái gì, thì ở đây không thấy nói CF, chúng ta cứ click vào cái trang này nhé. Cái đầu tiên đây thì đây là ra cái trang chủ của cái giáo dục quốc tế của Pháp. Thì ngay ở trang chủ các bạn sẽ thấy đây là như là mình đã dịch nhá. Mình làm cái video này cũng để nhằm mục đích là cho các bạn học tiếng Pháp, học từ vựng luôn nhá. Đây thì các bạn sẽ thấy các cái này là trên cái mạng social media đấy, thì có Facebook này và có Twitter này, đúng không nào? Nếu mà các bạn muốn xem Facebook thì các bạn click vào đây, nó sẽ sang ra cái trang Facebook cho các bạn thấy, đúng không nào? Và các bạn kéo xuống nhé. Kéo xuống thì nó sẽ ra là tất cả những cái hệ thống giáo dục quốc tế Pháp này, trên quốc tế này. Thì ở đây có Fisher Bay này, thì ở dưới đây thì Fisher Bay là cái danh sách cái đất nước đấy, đúng không nào? Thì đây chúng ta thấy Việt Nam này, đúng không nào? Thì chúng ta click vào đây thì nó sẽ ra tất cả những cái trung tâm mà hiện diện của văn hóa Pháp ở Việt Nam, đúng không nào? Đây là những cái số liệu mà những cái trong cái thì kỳ thi đen DAF ở trên đất nước Việt Nam, những người mà đăng ký thi. Và khi mà nhìn vào số liệu này thì mình rất là ngạc nhiên là cái số thí sinh cũng khá là cao, chứ không như là mình đoán lúc ban đầu, đúng không nào? Và trong khi đấy thí sinh đi đây thi đen thi đáp cao hơn hẳn so với thí sinh TCF. Vậy thì cái số liệu ở đây nó cho
chúng ta thấy là một điều là gì? Một điều là nếu mà các bạn muốn apply học bổng hoặc là các bạn muốn đi theo cái diện du học thì các bạn nên thi DELF, thi DAP. Như thế thì các bạn mới khi mà sang đây các bạn mới thích nghi được cái cuộc sống ở phía bên Pháp cũng như là cái sự học tập nó dễ dàng hơn với các bạn là candidat là thí sinh. Đúng không? Centre là trung tâm, có 11 trung tâm này. Departement passation này. Riêng năm 2019 thì có 1.253 DELF của junior. DELF thì có rất là nhiều kiểu đúng không? Có kiểu adult, có kiểu junior, có kiểu của scholar, có kiểu của enfant, tức là của các bé đấy, các em bé đấy đúng không? Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề này đúng không? Thì tăng lên 91% từ năm đã tăng lên tới 91% từ năm 2005 này đúng không? Đấy là riêng Việt Nam nhá. Đây. Đây là mình lấy số liệu của Việt Nam. Nếu mà các bạn muốn wow, đây. Kinh. Đây các bạn ơi. Đây người ta phe mắc con, tức là những cái điểm chú ý là Việt Nam là cái nước đứng đầu trong tỷ lệ đỗ của DELF với DAP này và TCF ở trong châu Á này, Đông Nam Á, Asia là Đông Nam Á, Việt Nam đứng đầu luôn nhá, tự hào chưa? Wow, này mình mới biết. Ok, đến thi TCF này, các bạn nhìn số liệu nha. TCF thấp hơn hẳn so với DELF, DAP đúng không nào? TCF thì có 1.861 này trong năm 2019 này. Và có 4 trung tâm này. The Passation Active, 4 trung tâm hoạt động. Đúng không? Còn DELF, DAP là 11 trung tâm. Còn cái số liệu chính xác hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh này là có 101 người tham gia cái gì đây? Université Bac, Les Métiers du Français dans le monde. Đây. Des autres pays de la région qui ont participé. Các cái nước khác tham gia là ở Australia này, Campuchia này, Chine này, Anh đi này, Indonesia, Japan này, Malaysia này, Nova Zealand, New Zealand đấy, đúng không? Laos, Singapore này, Thái Lan này. Đây, cái này thì mình không biết lắm. Nếu mà các bạn trong cái thuộc diện này thì các bạn nếu mà có cái thông tin gì bổ sung thì vui lòng các bạn bổ sung phía bên dưới cho mình. Đây. Đây kéo xuống thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái này. Nếu như mà các bạn học tiếng Pháp thì những cái như thế này trong quá trình tìm kiếm và trong quá trình như thế này thì các bạn trau dồi được rất nhiều kỹ năng đúng không nào? Thứ nhất là từ vựng, các bạn nên đọc báo và nên đọc thật nhiều vào để trau dồi kỹ năng từ vựng của các bạn nha. Ok, thế là mình giới thiệu xong cái phần đất nước nhá. Phần thứ hai là DELF DAP đây. Thì ở đây khi mà các bạn click vào đây thì người ta nói là Le DELF DAP en chiffre. Shipper là những cái con số đấy đúng không nào? Thì người ta đưa ra những cái con số hàng năm hoặc là bởi một năm hoặc là từ những năm nào thì ở đây thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Ok. Đây là những cái publication tức là những cái bài báo hoặc là những cái bài viết. Nếu như mà các bạn muốn trau dồi kỹ năng nữa thì các bạn có thể click vào đây thì nó sẽ ra một cái cửa sổ, cái tab khác cho các bạn đọc nhé. Còn phía bên tay phải đây là những cái sheet e-porte, tức là những cái trang web hoặc là những cái nguồn mà người ta đã trích dẫn ra đây cho các bạn, đúng không? Và ở đây có những cái thông tin như thế này thì các bạn nên vào đây để tìm hiểu đúng không nào. Còn Univac đây này thì mình đoán là những cái trường này là trường chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ đúng không? Thì nó cũng sẽ ra ở đây và sẽ tăng phong xe à l'étranger này đúng không? Và cái TCF thì cũng ở đây nốt đúng không nào? Vậy thì
Như lúc này, như lúc nãy mình đã nói là cái CF này này là viết tắt của những cái từ gì, thì CF theo mình nó là viết tắt của Centre International đúng không? Betuit đúng không? Pedagogic đấy, Centre International d'études pédagogiques có nghĩa là cái trung tâm đào tạo giảng dạy ngôn ngữ quốc tế đấy đúng không? Đấy, cái CF có nghĩa là như thế. Đây, sửa đây. Tại vì từ nãy mình tìm mãi đây, khi mà các bạn gõ cái từ này ra đúng không? Gõ cái cụm từ nãy ra giống như là mình đã viết là CF Centre International d'études pédagogiques, nó sẽ ra cái trang chủ này giống như hệt như là cái trang chủ từ nãy mình đã gõ cho các bạn đây. Chính là cái từ đây. Đây là khi mà các bạn click vào Wikipedia thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái gì từ những năm thành lập, ai thành lập ở đâu và những cái foundation, những cái tổ chức này lập ra để làm gì thì nó sẽ có hết ở đây. Đây, và nó được thành lập vào năm 1945. Nếu như mà các bạn muốn trau dồi và các bạn muốn học tiếng Pháp thì qua những cái bước nhỏ như thế này thì các bạn hàng ngày thay vì lên Facebook sống ảo chém gió thì các bạn vào đây đúng nào, các bạn vào trạm ngôn ngữ, và khi sau khi xem cái video này của mình thì các bạn hãy làm theo mình là vào đây và các bạn đọc. Nếu mà từ nào không rõ thì các bạn tra đúng không? Tra rất là dễ đúng không? Copy cái vào Google Translate như là cái chia sẻ của mình khi mà mình học từ vựng trong Radio số 4. Nếu mà các bạn chưa xem Radio số 4 thì mình khuyến khích các bạn là nên xem Radio số 4. Ở Radio số 4 thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách học từ vựng nghe hiểu và từ vựng đọc hiểu của mình như thế nào. Nếu mà các bạn còn đang lơ mơ, các bạn còn đang mơ màng chưa tìm được lối đi thì cái video đấy hy vọng là sẽ giúp cho các bạn tìm được lối đi cho chính các bạn nhé. Ok, vậy thì đấy là mình giới thiệu khái quát về cái trang web như thế này, trang web chính thức về cái đào tạo giáo dục quốc tế của Pháp, ngôn ngữ Pháp đúng không nào? Và đây, Access Direct tức là vào những cái trang trực tiếp này. Thì đây mình đang quan tâm đến đen phải đáp đúng không? Thì mình click vào đây thì vài hôm nữa nếu mà các bạn có yêu cầu thì mình sẽ làm TCM nữa đúng không? Các bạn click vào đây. Bạn chọn những cái gì mà các bạn quan tâm. Thì đây nó ra cái link trực tiếp với đen đáp, và đây là cái giới thiệu đúng không? Giới thiệu về cái kỳ thi này và mục đích của kỳ thi này cũng như là cái sự hiện diện của kỳ thi này trên cái quốc gia khác nhau như thế nào đúng không nào? Và đây nếu như mà các bạn có thời gian và các bạn muốn học ngoại ngữ thì tiếng Pháp thì đây chính là cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn vừa tìm kiếm thông tin vừa học tiếng Pháp đúng không nào? Còn đây như là mình đã nói ở trước phía trước thì kỳ thi đen có rất nhiều kiểu kỳ thi đen và dành cho những cái trình độ khác nhau cũng như là dành cho những cái dạng khác nhau, và ở đây nó hiện lên cho các bạn là 6 kiểu thi đen đúng không nào? Mình sẽ đi vào giải thích cho tất cả các bạn sơ qua những cái nét chính và những cái khác biệt của những cái kỳ thi này đúng không nào? Đen to public tức là kỳ thi này dành cho tất cả mọi người, nhưng mà các bạn đấy này, Diplôme d'études en langue française. Đây là cái bằng ngôn ngữ tiếng Pháp này. Public tức là sao? Tức là dành cho những người adult, tức là dành cho những cái người mà trên 18 tuổi trở lên đúng không? Niveau évalué là từ A1 đến B2 đúng không nào? A1 là cái cấp thấp nhất, còn B2 là cái cấp cao nhất của cái kỳ thi đen này đúng không nào? Ok nhá. Như vậy thì các bạn cũng định vị được là bạn thuộc cái đối tượng tham gia cái kỳ thi nào rồi đúng không nào? Thì đa số các bạn trong cái kênh của chúng mình là từ 18 tuổi trở lên. Vậy thì các bạn nên đăng ký tham gia cái kỳ thi đen TOEIC này đúng không nào? Còn bên cạnh nữa là cái kỳ thi đen PROM là cũng là kỳ thi
đánh giá khả năng ngôn sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp của Pháp, nhưng mà nó mở ra public cho những cái enfant scolaires là Lagize này, dans l'enseignement primaire, tức là cho những cái em bé ở trường học này, trẻ em trường học đúng không? Thuộc cấp 1 đấy, đúng không nào? Thì cái niveau mà đánh giá là A1 này, A11, A1 là A2. Vậy thì nếu như là các bạn đang ở trình độ A2 thì có nghĩa là các bạn tương đương với những đứa nhỏ học cấp 1 rồi đúng không? Khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn tương đương với đứa nhỏ học cấp 1 ở đây rồi. Thì các bạn không có gì mà phải tự ti về cái bằng của mình hết đúng không nào? A2 là tương đương với cấp 1 ở đây rồi đúng không? Mà cấp 1 ở đây rồi là biết mà nói khá là nhiều thứ rồi đúng không nào? Nhưng bạn không sợ gì cả đúng không? Tiếp theo là Dan Junior. Junior đấy, là của enfant scolaire dans l'enseignement secondaire, tức là cho những cái đứa mà học ở trường học, học cấp 2 ở trường học. Cái này thì cái trình độ là A1 đến B2 đúng không nào? Vậy thì nếu như là các bạn ở B2 thì các bạn cũng có thể tự tin là giống như là đứa trẻ học cấp 2 rồi. Đứa trẻ học cấp 2 cũng tương đương với sống ở Pháp cũng tầm mười mấy năm rồi chứ đùa, đúng không? Đây, còn cái kỳ thi nữa là Dan Scholar. Dan Scholar thì mình thấy nó hơi giống với cái đối tượng thi, nó giống với Dan Junior đúng không? Nhưng mà mình nghĩ cái sự khác nhau ở đây là cái Junior thì sẽ dành cho những cái general hơn, còn cái Scholar thì dành cho trường học hơn đúng không nào? Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể click vào đây đúng không? Bạn click vào đây các bạn xem nhá, để kiểm chứng cái thông tin mình nói đúng hay sai. Còn cái trong cái trường, trong cái video này thì mình không đi sâu vào nó làm gì cả. Mình chỉ tập trung vào những cái gì chúng ta cần thôi đúng không? Tiếp theo là Dan Pro. Pro này thì nó dành cho những cái người mà option professional, tức là những cái người mà đi làm việc đấy đúng không nào? Này, personnel pour objectif une intégration ou une promotion professionnelle en France ou en milieu francophone, đúng không? Tức là dành cho những cái người làm việc trong cái nước Pháp và trong những cái nước mà nói tiếng Pháp ấy. Thì trình độ là từ A1 đến B2. Tiếp theo là cái kỳ thi DAF. Kỳ thi DAF thì nó hơn DAF một cái là DAF thì dành cho những cái khả năng sử dụng ngôn ngữ nói chung thôi. Còn DAF thì nó cao hơn một chút, là nó đi vào approfondi. Approfondi là sâu hơn đấy, đúng không? Cái bằng có thể dịch như là cái bằng sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp cao cấp đấy. Nó approfondi. Approfondi là sâu hơn, sâu xa hơn đấy, đúng không? Thì người ta còn nói là adulte en situation universitaire ou professionnel public, tức là dành cho những cái người mà trong cái trường đại học, tức là những cái người nghiên cứu, người học trong trường đại học hoặc là trong cái nghề nghiệp, ví dụ như nghề nghiệp nghiên cứu chẳng hạn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta biết là để du học và để học được cái trình độ, ví dụ như là ở Việt Nam thì các bạn hay sang đây học master, là học thạc sĩ đúng không nào, thì chúng ta cần ít nhất là Dan B2, hoặc là nếu tốt hơn hết thì các bạn nên chuẩn bị là DAF C1 hoặc C2. Thì khi sang tới đây các bạn mới nghe được, mới bắt nhịp được cái việc học ở trên lớp của các thầy cô giảng bài như thế nào đúng không nào. Cụ thể là những cái từ tiếng Pháp chuyên ngành thì các bạn cần tìm hiểu trước đi để khỏi bỡ ngỡ đúng không nào. Ok, vậy thì cái mục đích của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đối tượng của chúng ta là Dan to Public ở đây. Thì chúng ta click sang, chúng ta mở sang một cái trang khác. Thì đây là mới đầu thì người ta sẽ giới thiệu cho cái Dan to Public là như thế nào. Các bạn muốn đọc và các bạn cho rồi thêm thì các bạn đọc ở đây. Và ở đây thì mình... Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn Dan Aung, đúng không? Tức là Dan có trình độ, các bạn có trình độ A1, đúng không?
Thì người ta còn nói là chaque diplôme valait quatre compétences, tức là mỗi cái bằng này, đúng không, một này, hai ba bốn, bốn cái bằng đen này, bốn cái trình độ này đều phản ánh được bốn cái kỹ năng, khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thứ nhất là comprehension de l'oral, tức là kỹ năng nghe, đúng không nào, comprehension de l'écrit, tức là kỹ năng viết, đúng không? À, kỹ năng đọc hiểu đấy, đúng không? Kỹ năng viết là production, production écrite, kỹ năng viết. Còn kỹ năng nói sẽ là production orale, đúng không nào? Đây người ta cũng nói rất rõ là qui passe le dent to public này. Đây, người ta nói là những ai mà tham dự và pass cái bằng dent to public này thì các bạn có thể đọc ở đây, thì nếu như người ta highlight là cho những cái adult et grand adolescent, adolescent, nếu mà các bạn học cái video từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề của mình thì các bạn sẽ biết là adolescent nghĩa là gì rồi, đúng không nào? Nếu mà các bạn chưa biết thì xin mời các bạn quay trở lại cái video đấy các bạn xem nhá. Ok, và người ta có thể dịch là tại sao cần phải vượt qua cái kỳ thi đen này, thì người ta đã giải thích ở đây. Và nếu như mà các bạn tìm kiếm những cái nguồn để hiểu sâu hơn thì các bạn có thể tele xác dê, ở đây có cái file PDF tele xác dê là download, đúng nào, tải xuống đấy, đúng không, có file PDF đây, các bạn cứ click vào đây thì nó sẽ tải xuống cho các bạn thôi. Đó. Và đây video này thì mình cần cái đen A1 cho nên mình sẽ click vào cái đen A1, và ở đây nó sẽ hiện ra cho các bạn tất cả những cái thông tin này. Then to public này, junior này, scholar, niveau ăn này, nào, tức là đen của to public này, đen của junior này, đen của scholar này, nào. Thì ở đây có cái click xuống đây thì nó je choisis le dan ang si je peux. Đây là những cái điều kiện tiên quyết khi mà những cái điều kiện mà họ nói. Khi mà các bạn chọn cái cuộc thi đen ang này, đúng không nào? Tại vì là những cái cuộc thi này không miễn phí mà là mất phí, đúng không? Trước khi chúng ta thi một cái cuộc thi nào đấy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái cuộc thi đấy là gì, nhằm mục đích như thế nào, và sau cái cuộc thi đấy thì trước cái cuộc thi đấy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng gì, đúng không? Thì đây là những cái kỹ năng cần chuẩn bị cho các bạn. Ví dụ ở đây mình có thể nói sơ qua cho các bạn biết những cái kỹ năng cần chuẩn bị như thế nào, đúng không? Ví dụ như là me présenter et présenter quelqu'un, tức là có thể tự giới thiệu và giới thiệu người khác. Thì ở đây nếu mà các bạn học theo cái giáo trình Lenovo Taxi như mình đã giảng dạy ở trên nhóm của mình rồi, và cái từ vựng theo chủ đề của cái trình độ debutant dành cho các bạn, thì các bạn sẽ làm rất là tốt cái mục này. Tí nữa. Tiếp theo là yêu cầu thứ hai là tôi có thể là comprendre des annonces et des introductions orales simples. Tức là tôi có thể hiểu những cái thông báo và những cái guidelines, cái hướng dẫn ấy mà thông qua những cái lời nói thông thường đấy, đúng không nào? Thì nếu mà như mà các bạn đạt A1 thì các bạn có thể hiểu được như thế này. Và các bạn có thể comprendre des textes courts et simples, tức là các bạn có thể hiểu những cái đoạn văn ngắn và đơn giản, đúng không? Đơn giản chứ không phức tạp. Thứ tư là các bạn có thể remplir un formulaire avec mon nom, ma nationalité, mon adresse, etc. Tức là tôi có thể điền, remplir là điền hoàn thành đấy, đúng không? Remplir une formation, formulaire, tức là điền một cái, ví dụ như các bạn đi làm thẻ ngân hàng chẳng hạn thì người ta hay đưa cho các bạn cái phiếu điền những cái thông tin cơ bản cần thiết của các bạn, ví dụ như là nông, họ tên này, nationality là quốc tịch và address là địa chỉ, đúng không nào? Và nếu mà các bạn ở trình độ A1 thì các bạn có thể là écrire une carte postale simple et brève, tức là các bạn có thể
viết được một cái Kasposta giống như là một cái bưu thiếp ấy, đúng không nào? Thì tại vì người Pháp rất hay là đi du lịch, và thường đi du lịch thì người ta hay mua cái bưu thiếp tại cái nước mà người ta du lịch, và người ta viết vào cái bưu thiếp đấy những cái lời chúc hoặc là những cái tin nhắn hoặc là những cái thông tin của họ gửi về cho các bạn của họ hoặc là những người thân của họ, thì người ta hay viết một cái card postal này. Được. Tiếp theo là trình độ này các bạn có thể ghép bông khờ à thì cái sông sample suốt mùa à, có thể trả lời được những cái câu hỏi đơn giản này, ví dụ như là trên chính các bạn ấy, ví dụ như par exemple mon nom ma nationalité mes activités, đúng không nào, tên này, quốc tịch này, hoạt động của các bạn này. Thứ hai là tiếp theo là poser des questions simples à quelqu'un con, tức là hỏi những cái câu hỏi đơn giản với người khác, đúng không nào. Thứ ba là acheter quelque chose et payer, tức là mua một cái thứ gì đấy và trả tiền, đúng không nào. Vậy thì đây cũng là cái những cái kỹ năng và những cái guidelines của họ khi mà họ cung cấp cho các bạn khi mà các bạn chuẩn bị thi DELF A1. Thì nếu như các bạn chuẩn bị thi DELF A1, các bạn chỉ cần học trong giáo trình và học những cái từ vựng mình đã post lên, cũng như là cái series video về communication cho cái trình độ debutant, thì các bạn có thể master và các bạn có thể qua một cách dễ dàng cái trình độ A1 này. Và nếu như các bạn học và các bạn hiểu hết, các bạn có thể làm được hết, thì chắc chắn là các bạn đang ở cái trình độ A1 này rồi. Không phải lo lắng là mình học tiếng Pháp mãi vẫn không tiến bộ được, đúng không nào. Đấy. Đây nha, đây là một cái trang rất là chính thống và mình rất là khuyến khích các bạn lên xem. Vì bình thường như các thầy cô trên lớp thì các thầy cô chỉ bảo là ôn để thi đen thôi, chứ không nói chi tiết là các bạn phải vào đâu xem, rồi các bạn phải chuẩn bị những cái gì, rồi sau khi thi đen A1 thì các bạn sẽ có thể làm gì, hoặc là trước đấy thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì, thì hầu như là không có thầy cô nào nói hết, đúng không? Thì nói hầu như là không thầy cô nào nói hết thì cũng không hẳn là chính xác, nhưng mà đa phần là thế, hoặc là có nói thì các thầy cô cũng nói không được chi tiết, không được đầy đủ, đúng không nào? Ok nha. Đây là cái video dành cho các bạn muốn tìm hiểu thi, đặc biệt là những cái bạn mà inbox cho mình, và những cái bạn mà cần những cái bạn không có điều kiện đến trường, đến lớp, đến trung tâm học thầy cô, thì các bạn tự học ở nhà, thì các bạn có thể qua cái video này các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể làm được. Nếu mà các bạn tìm hiểu các bạn làm được thành công thì đừng quên quay lại cảm ơn mình một câu nhé. Mình chỉ cần thôi, không cần gì nhiều. Nào. Ok, tiếp theo là các bạn click vào cái đây, Je découvre l'examen, đúng không? Tôi khám phá cái kỳ thi này. Các bạn click vào cái chỗ hình tam giác này, nó sẽ ra chi tiết tất cả những cái thông tin cần thiết cho cái cuộc thi này. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn tham gia một cuộc thi gì đấy thì các bạn nên hiểu rõ, đúng không? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không nào? Thì các bạn phải nên hiểu rõ cái cuộc thi đấy là gì. Tại vì cuộc thi này cũng không phải là miễn phí mà nó mất tiền. Mà khi mà các bạn mất tiền, mất thời gian mà các bạn không thu được cái gì thì thật là đáng tiếc, đúng không? Theo nhá. Il a trois épreuves collectives, tức là có ba cái kiểm tra mà chung đấy, đúng không? Có ba cái kỹ năng kiểm tra chung. Do d'autres candidats passent en même temps, đúng không? L'épreuve, đây chính là cái mệnh đề mà bổ nghĩa cho cái cụm highlight, cái cụm tô đậm này, đúng không? Nơi mà những cái thí sinh khác cùng trải qua cái kỳ thi cùng một lúc, thế đấy gọi là épreuve collective, đúng không nào? Đang là mềm mà san trong cùng một cái phòng thi, đúng không nào? Et une épreuve individuelle, individuelle, tức là cá nhân đấy, đúng không nào? Và một cái kỹ năng kỳ thi, một cái phần kiểm tra thi cá nhân đấy. Các bạn có đoán là cái gì không? Thi nói chứ còn gì nữa, đúng không? Người ta giải thích này. U chaque candidat e seul, đúng không? E seul là một mình đấy, đúng không nào? Mỗi cái candidat, mỗi cái thí sinh sẽ
một mình devant deux examinateurs, trước hai vị giám khảo đúng không nào? Examinateur tức là cái người giám khảo kỳ thi đấy. Thì ở đây thì các bạn phải trải qua ba cái phần thi chung, đấy là thi nghe này, thi đọc hiểu này và thi viết. Đấy, ba cái kỹ năng đấy. Còn một cái kỹ năng mà các bạn thi riêng một mình trước hai vị giám khảo đấy là kỹ năng nói. Vậy thì phần tiếp theo người ta sẽ nói đến thời gian và những cái gì người ta yêu cầu này. Sắc cơ 25 points, tức là mỗi cái bài kiểm tra thì nó có tối đa là 25 điểm đúng nào. Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points sur à sur À, tức là để đạt được cái bằng này, tức là để vượt qua cái kỳ thi thành công đấy, thì tôi phải đạt được ít nhất 50 điểm trên 100 đúng nào. Nhưng mà cái điều kiện này vẫn chưa đủ đâu. Phải thêm một cái điều kiện khác là je dois avoir au minimum 5 points sur 25 pages above, tức là tôi phải đạt ít nhất 5 điểm trên 25 của mỗi cái kỹ năng nào. Vậy thì hai cái điều kiện này mới là điều kiện đủ để cho các bạn vượt qua thành công và đạt được cái bằng A1 nào. Une autre dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve est éliminatoire. Tức là nếu như mà cái một cái kỹ năng nào đấy mà dưới 5 điểm, 5 trên 25 điểm đấy, thì bạn trượt luôn cái kỳ thi này nhá, không được bằng đâu. Đúng không? Tức là điểm liệt đấy. Đúng nào. Đây, Epoch Collective gồm có Comte, Hansion de Gaulle, de Logan, Comte Hansion de Decrit, Production Decrit, Ecrit. Đúng không? Đây là kỹ năng nghe này, có cái tai nghe này, kỹ năng đọc hiểu quyển sách này, và kỹ năng có quyển sách và cái bút, kỹ năng viết. Đúng không? Thì mỗi cái kỹ năng nghe thì có 4 exercise, tức là có 4 cái bài đúng không? Écouter des documents et répondre des questions, à des questions, tức là nghe những cái bài hội thoại đấy đúng không? Nghe và trả lời những cái câu hỏi đúng không? Thì duré tức là cái thời lượng của kỹ năng này là 20 phút đúng không nào? Và kỹ năng đọc hiểu này, comprehension de écrit thì cũng có 4 bài đúng không nào? Thì các bạn cần lire des documents et répondre à des questions, tức là các bạn đọc cái bài đọc hiểu và các bạn trả lời câu hỏi. Thì cái thời lượng cho cái kỹ năng này là 30 phút. Còn thời lượng cho kỹ năng production écrit, tức là kỹ năng viết ấy, thì có 2 bài đúng không? Các bạn remplir un formulaire et écrire un message de 40 mots minimum, tức là hoàn thành đúng không, điền vào cái formulaire. Formulaire này yêu cầu là phải nom nationalité đúng không? Đây là rất dễ thôi đúng không? Và viết một cái tin nhắn khoảng 40 từ, ít nhất 40 từ đúng nào. Thì cái thời lượng này kéo dài 30 phút. Cái này dễ không? Quá là dễ cho các bạn luôn đúng không nào? Nếu mà như mà các bạn mới bắt đầu học, các bạn tự học, các bạn tự chuẩn bị thì các bạn có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi A1 nếu như mà các bạn xem video này xong, các bạn hiểu về nó rồi đúng không nào? Và nếu như mà các bạn thiếu những cái kỹ năng nào thì các bạn bổ sung thêm dựa theo những cái guideline như thế này đúng không nào? Cái hướng dẫn như thế này, cái barem như thế này rồi đúng không? Có thể nói là cái đề cương ấy đúng không nào? Những cái kỹ năng và những cái gì các bạn cần phải hoàn thành thì người ta đã cho hết như thế rồi, các bạn không cần phải lăn tăn gì hết nhá. Tại vì những cái này là mang tính quốc tế luôn, ở nước nào cũng thế thôi đúng không? Epoch dividend tức là kiểm tra cá nhân đấy, thì kiểm tra nói đấy. Collection organ kiểm tra nói thì gồm có ba bác chi, trois bác chi tức là gồm có 3 phần. Entretien dirigé tức là hỏi đấy đúng không? Phỏng vấn đấy đúng không? Échange d'informations
tức là đối thoại giữa bạn với hai cái examinator kia, đúng không nào? Và dialogue simile, tức là đối thoại giữa bạn với hai cái examinator. Còn exchange the information, tức là trao đổi cái thông tin cho nhau đấy, đúng không nào? Thì các bạn nhớ là thi nói gồm có 3 phần như thế này để các bạn khỏi bỡ ngỡ khi mà tới vòng thi. Thì cái thời lượng là khoảng 5 đến 7 phút và rất là hay trong cái kỳ thi đen này là người ta cho chuẩn bị tới 10 phút cơ. Tức là 10 phút này các bạn có thể chuẩn bị trong một cái phòng riêng và sau đấy thì các bạn ra các bạn biểu diễn bài thi của mình trước ban giám khảo và luyện tập cái bài hội thoại với ban giám khảo trong vòng 5 đến 7 phút. Nói 5 đến 7 phút thì ngắn vậy thôi, nhưng mà khi mà đi thi thì nếu như là các bạn bí từ hoặc là các bạn không biết nói như thế nào thì nó trôi rất là chậm. Ok nhá. Thì cái này thì mình khuyên là các bạn nên luyện tập và các bạn nghe nhiều bài hội thoại. Ví dụ như gần đây mình đã post lên cái series về communication, giao tiếp tiếng Pháp theo chủ đề đấy. Đấy chính là cái series của cái kỹ năng này, đúng không? Mình post lên là có mục đích cả, nên là nếu như mà các bạn tự học và các bạn muốn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng thì mình khuyên các bạn hãy nên quay lại cái video đấy các bạn xem, và các bạn hãy thuộc những cái bài hội thoại trong đấy, tại vì mình có bật cái audio của người Pháp nói rồi, các bạn bật lên các bạn xem. Nếu như mà các bạn luyện phát âm thì mình đã có cái chuỗi series về luyện phát âm từ bước 1 và mình đã làm được tới bài 7 rồi, thì các bạn có thể xem lại trong đấy các bạn luyện phát âm nếu mà các bạn học nhiều quá đau đầu, đúng không? Tại vì là những cái series đấy là của cô giáo người Pháp phát âm và mình ghi âm, mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn cô giáo có thể đọc thơ, đọc bài, đọc những câu chuyện ngũ ngôn cổ tích hoặc là hát những cái bài hát rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ hiểu, cũng như là có những cái lượng từ vựng nhất định chứa trong đấy thì các bạn có thể học theo đấy nhá. Đây là tất cả những cái thông tin về A1 này, là một đúng không nào? Giờ mang khen này, khi mà các bạn click vào đây thì nó sẽ ra một cái trang. Cái trang này rất là hay, Jomang Khen, tức là tôi tự học đấy, tự đào tạo, tự luyện tập đấy. Thì khi trước khi mà các bạn thi thì mình khuyến khích các bạn là hãy lên vào đây xem và luyện tập theo, đúng không nào? Thì trước khi xem thì các bạn phải đọc xem những cái này nó như thế nào. Đây này, document cut, những cái bài nghe ngắn và trong cái cuộc sống hàng ngày này, The La Vie Quotidien, đúng không? Cuộc sống hàng ngày. Thì có 4 cái bài này thì các bạn cứ click vào đây thì nó sẽ ra cái bản PDF mẫu cho các bạn như thế này. Và các bạn tải về thôi, đúng không? Đây là bài số 2 các bạn tải về thôi. Đây là những cái mock test, tức là những cái bài thi thử cho các bạn tự luyện tập ở nhà. Và khi các bạn luyện tập ở nhà thì các bạn tắt hết những cái tra từ điển cũng như là tắt hết những cái thiết bị xung quanh để tránh sao nhãng. Và các bạn bấm giờ cho các bạn, ví dụ như thời lượng nghe từ nãy chúng ta xem là nghe trong vòng 20 phút đúng không? Thì các bạn nghe, các bạn bấm đúng 20 phút cho mình thì các bạn có thể tự luyện tập như là khi đi thi thật. Và khi thi thi thật thì các bạn đã luyện cho mình cái não quen rồi thì các bạn không bỡ ngỡ nữa, đúng không nào? Và đây có cái rất hay là người ta cho mình verify cái response, tức là kiểm tra những cái câu trả lời có sửa bài cho các bạn. Thì đây là transcription này, transcription này, đây là cái đoạn transcription đây không tìm được, tức là không available, đúng không? Xem cái query gì đây, thì các bạn có thể đối chiếu với cái bài của bạn, đúng không nào? Corrige parem, tức là cái bài sửa và cái parem điểm, cái khung điểm cho các bạn xem. Những cái câu này, ví dụ câu này 5 điểm thì mỗi cái ý nhỏ là 1 điểm, 1 điểm, 1 điểm, và cái câu 4 này là 2 điểm. Đấy, đấy là chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn có thể click vào đây, các bạn tải về, rất là dễ thôi, đúng không? Thì các bạn tự học và tự luyện tập ở nhà. Ngoài ra thì người ta có những cái công say, tức là những cái lời khuyên cho các bạn để vượt qua thì các bạn cần phải làm những gì nha. Đây là, đấy là kỹ năng nghe. Còn đây là kỹ năng
đọc hiểu. Kỹ năng đọc hiểu là như thế nào? Kỹ năng đọc hiểu thì nếu như các bạn theo dõi mình lần trước thì mình đã nói rồi có 4 bài nào, và thời lượng bao nhiêu các bạn có thể biết. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể quay lại, tua lại cái video các bạn xem. Và mình khuyên các bạn là nên xem và nên nghe từ đầu đến cuối, chứ không phải là các bạn tua 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 tua, hoặc là các bạn chỉ xem phần đầu thôi hoặc là phần cuối thôi, các bạn không xem nữa thì rất là tiếc cho cái công sức của mình, cũng như là tiếc cho mình, cũng tiếc thay cho các bạn. Vì các bạn không xem thì kiến thức của các bạn và những cái lượng thông tin của bạn thu nhập vào đầu của bạn sẽ rất là khập khiễng, đúng không nào? Những cái gì khập khiễng thì rất là dị và rất là không hay, đúng không nào? Ví dụ như xây một căn nhà phải xây từ móng là như thế, chúng ta phải hiểu cái gốc của vấn đề thì chúng ta mới có giải pháp đúng được, đúng không nào? Thì đây là những cái bài thi thử cho các bạn, thì các bạn tải về các bạn ra quán các bạn in và các bạn làm giống y hệt như trong phòng thi thôi, đúng không nào? Và có những cái corrige, tức là những cái bài sửa như thế này rồi. Bạn không cần phải tốn công tới những cái nhóm, hoặc là những cái nhóm trên Facebook, hoặc là hỏi ai những cái ngân hàng đề thi làm gì cả. Các bạn cứ lên đây và các bạn xem, và các bạn tải về các bạn làm thử. Đây là những cái thứ mà người ta đã update từng ngày từng năm cho các bạn rồi, đúng nào? Đấy, thì mình qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn những cái kỹ năng mà các bạn cần có, đúng không? Đây là kỹ năng viết này, production script thì có cái bài 1 này, bài 1 là điền cái phiếu, đúng không? Thì cái này chính là cái win formula, là những cái này đây thì có tất cả những cái thông tin này. Thì cái ở cái trình độ A1 thì các bạn cần phải biết những cái thông tin này và các bạn điền. Nào, và đây là bài số 2, bài viết với ít nhất 40 từ. Vậy thì làm sao để tính được 40 từ? Thì 40 từ ở đây tính như thế nào? Thì cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tính từ trong cái đề thi, cuộc thi này nhé. Và nếu như mà các bạn có đề nghị nữa thì các bạn có thể viết ở dưới comment. Và đây người ta đã gợi ý cho các bạn là cái cách tính từ như thế nào này. Một mô tức là một mô là những cái có đặc tính như thế nào thì được tính là một từ, đúng nào? Ví dụ này, German Bomb này. Cái này có bốn từ này, ví dụ je là một từ, mong là một từ, đúng không? Win bomb bốn từ, nhưng mà cái trong cái trường hợp này thì nó là mấy từ? Thì nó chỉ là 6 từ thôi. Tại vì sao? Tại vì cái từ gen này này được tính là một từ chứ không phải là hai từ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không? 6 từ. Còn ở đây rendezvous chỉ là tính là một từ thôi. Tại vì sao? Có cái dấu chia ghi ở đây, có dấu gạch ở đây thì nó chỉ được tính một từ thôi nhé. Đấy là cái cách tính từ. Và khi mà đi thi thì nếu mà 40 từ, người ta yêu cầu ít nhất 40 từ thì các bạn không thể viết 30 từ được. Nếu mà 30 từ thì các bạn bị phạt và bị mất điểm rất là nặng, tại vì không đủ số từ, đúng không nào? Thì các bạn phải viết ít nhất 40 từ trở lên, cộng trừ 10% gì đấy, đúng không? Và corrige này, đây là điểm cho cái phần viết này. Thì có những cái criteria, tức là những cái tiêu chí nào để đánh giá là cái bài viết của bạn được 15 điểm, đúng không? Thì có những cái đánh giá sau: respect de la consigne, tức là tôn trọng cái format ấy, đúng nào. Thứ hai là correction soliloquistic này, viết đúng này, capacité à informer et ou écrire này, có khả năng nói về một cái vấn đề hoặc là miêu tả này, lexic là từ vựng này, đúng không? Orthograph là orthograph lexical, là cái đúng chính tả, đúng không nào? Morphosyntax, grammar này, đúng ngữ pháp này, coherence e cohesion, tức là mượt mà đấy, có cái sự kết nối và chính xác, xúc tích đấy, đúng không? Ngắn gọn xúc tích thì là một điểm.
Đấy, thì người ta nói là những cái tiêu chí này các bạn cứ bám sát kêu như thế này thì các bạn biết được điểm rất là cao. Ngày xưa hình như mình viết được hơn 18 điểm rồi đấy. Mình thi đen B1 mà, hơn 18 trên 25. Mà tự học như thế cũng được rồi, đúng không? Ok, và các bạn nên nhớ và là đọc những cái lời khuyên của họ như thế này. Thì cái video này mình không không thể kể hết cho các bạn được, thì các bạn nên tự luyện tập và đọc những cái lời khuyên như thế này. Và nếu như mà bạn không hiểu cái cụm từ nào hoặc là từ nào các bạn không hiểu thì các bạn hãy tra, mà nếu tra không được nó nghĩa nó dị thì cứ comment phía dưới video, mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Còn đây là kỹ năng nói. Kỹ năng nói thì như là mình nói là trước là nó chia làm 3 phần này. Phần thứ nhất là ăn kiêng đi ghi trong vòng 1 phút này, thì cái phần này examiner tức là giám khảo sẽ hỏi những câu hỏi đơn giản trên cái cuộc sống hàng ngày của các bạn, ví dụ như là những cái thông tin cá nhân này, đúng không? Và các bạn cần phải trả lời những cái câu hỏi đấy đúng nào. Thứ hai là essential information 2 phút này, thì các bạn có 6 cái card tức là 6 cái thẻ đấy đúng không nào. Trên cái thẻ thì có một từ và các bạn hỏi 6 cái câu hỏi cho cái vị giám khảo với những cái từ mà xung quanh cái chủ đề đấy, với những cái từ đấy đúng không nào. Và các bạn được chuẩn bị trong một cái phòng, và cái thời gian chuẩn bị của các bạn là 10 phút, và trong 10 phút đấy các bạn phải cực kỳ tập trung chuẩn bị trong đầu và viết ra những cái gì các bạn cần hỏi, để tránh khi mà vào gặp vị giám khảo các bạn thường hay run thì các bạn quên hết, thì các bạn có thể nhìn xuống giấy và các bạn biết những cái thứ gì các bạn cần hỏi đúng không nào. Và phần thứ ba là cái phần khó nhất trong cái kỹ năng này, cái kỹ năng nói trong cái thi đen này, và nó được 2 điểm. Thì cái kỹ năng này là các bạn phải phải đóng đóng vai, và giám khảo cũng đóng vai trong một cái tình huống cụ thể nào đấy do các bạn chọn nào. Và các bạn có 2 chủ đề để chọn, và 2 chủ đề đấy các bạn chọn một trong hai những cái chủ đề gì mà các bạn thích thì các bạn chuẩn bị đóng vai với ban giám khảo. Ví dụ như là chúng tôi đóng cái khách hàng và hỏi những cái thông tin và mua hoặc là trả, như thế thì cái chủ đề này y phóc như là cái video về communication tiếng Pháp giao tiếp theo chủ đề của mình đã đăng lên cho nhóm rồi đúng không nào. Mình mới đăng được một video thôi, có thời gian mình sẽ làm video tiếp theo vào trong tuần này và trong tuần tới để mình up lên cho các bạn. Và Corrige thì các bạn cần phải đọc những cái criteria, những cái tiêu chí để đánh giá như thế này, để khi thi các bạn biết là những cái gì các bạn được bao nhiêu điểm thì các bạn có thể tự chấm điểm và tự đánh giá cho các bạn được. Và nếu như mà các bạn không biết những cái tiêu chí chấm điểm như thế này thì các bạn rất dễ bị mất điểm đúng không nhỉ. Một lần nữa thì mình nói là khi tham gia một cái kỳ thi nào đấy thì các bạn cần phải hiểu rõ cái thi thì kỳ đấy cũng là mục đích làm gì và người ta yêu cầu làm những cái gì. Ví dụ như có rất nhiều bạn rất là ngây thơ khi mà thi đen, hoặc thậm chí đi thi tiếng Anh IELTS, TOEFL, các bạn không biết IELTS là cái gì, TOEFL là cái gì mà các bạn cứ đâm đầu đi thi thì các bạn nắm chắc là sẽ thất bại đến 2000% chứ không phải là 200% nữa đúng không nào. Ok nhá. Và ở đây có những cái công say, có những cái lời khuyên cho các bạn vào từng một cái phần như thế nào, rất là đầy đủ, rất là chi tiết rồi. Và các bạn hoàn toàn vào đây các bạn xem và các bạn luyện tập cho mình, cũng như là các bạn trau dồi cái kỹ năng đọc hiểu cho các bạn đúng không nào. Vậy thì cái video ngày hôm nay mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái phần thi đen A2 A1, và ngày hôm sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thi cái kỹ năng cần thiết cũng như cái chủ đề của kỳ thi đen A2 cho các bạn nếu như các bạn chưa biết, hoặc là cả B1, B2, thậm chí cả TCF nếu mà các bạn có yêu cầu đúng không nào. Còn các bạn qua cái video này nếu mà các bạn có yêu cầu gì thì các bạn có thể vui lòng comment phía dưới video, thì qua những cái lời yêu cầu, qua những cái lời phàn nàn của các bạn thì mình mới có những cái ý tưởng cho những cái video tiếp theo để giải đáp cho các bạn. Ok nhá. Vậy thì cái video ngày hôm nay đến đây là tạm dừng. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì các bạn có thể vui lòng comment phía dưới video. Còn nếu như mà các bạn nghe không rõ thì các bạn chú ý là bật loa của máy tính của bạn thật to vào, hoặc
hoặc là các bạn chỉnh xem cái trên cái video của cái YouTube của các bạn có bị bé đi không, thì các bạn kéo lên hết cỡ. Tại vì mình nói như này là rất là to rồi, mà có bạn còn comment, các bạn còn phản ánh là video nó nhỏ, thì mình không hiểu là tại sao là như thế. Và trong khi các bạn ấy, các bạn khác vẫn nghe được rất là rõ đúng không nào, thì mình phải xem lại mình xem trước khi nói người khác như thế gì, thì chúng ta hãy xem lại mình xem là có nên nói không. Và sau khi chỉnh sửa, sau khi đã phục hồi tất cả những cái thứ đấy rồi mà vẫn nghe không rõ, thì có lẽ là các bạn phải đi bác sĩ khám tai xem như thế nào nhá. Ok, vậy thì các bạn thấy bổ ích thì các bạn like và comment cho mình cái cho mình vui nhá. Bạn ấn like và comment cũng như là chia sẻ cái video này, kênh của chúng ta, cho những cái bạn khác. Nếu mà các bạn không biết đến kênh của chúng ta, các bạn có thể đăng ký và các bạn có thể tham gia học cùng chúng mình. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ lần sau của mình. Bye bye.